Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Hôm đầu tuần, một vụ lở đất ở thung lũng Quỳnh Sơn, thị trấn Ba Di, huyện Đan Bá, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến cho 51 người thiệt mạng. Bên cạnh thị trấn Ba Di, huyện Đan Bá, có một thung lũng tên là thung lũng Quỳnh Sơn. Bên cạnh thung lũng là một ngôi làng nhỏ tên là làng Thủy Tổ. Vào tối ngày thứ hai vừa qua, khách du lịch do một công ty du lịch ở Thành Đô tổ chức đã đến biệt thự nghỉ dưỡng ở thung lũng sắc đẹp ở làng Thủy Tổ. 60 dân làng gần đó cũng được mời tổ chức một bữa tiệc ca hát và nhảy múa với khách du lịch. Vào khoảng 19 giờ tối, chính quyền thị trấn Ba Di nhận được thông báo khẩn cấp rằng sẽ có mưa vừa đến mưa to từ 20 giờ đêm hôm đó đến 20 giờ ngày hôm sau và yêu cầu nỗ lực hết sức để làm tốt công việc cảnh báo sớm thiên tai. Thị trấn Ba Di ngay lập tức cử cán bộ đến từng làng để thông báo và kiểm tra cảnh báo sớm an toàn. Vào khoảng 21 giờ, Tuyết Gia Na Nhĩ Bố, cán bộ thị trấn đến làng Thủy Tổ và thấy nhiều người đang ca hát và nhảy múa trong sân bên ngoài biệt thự nghỉ dưỡng. Anh ta ngay lập tức thông báo cho chủ nhân của biệt thự nghỉ dưỡng về cơn mưa đêm hôm đó và yêu cầu sơ tán đám đông. Nhưng chỉ có 6 người rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng vào thời điểm đó. Vào khoảng 21 giờ 40 phút, Tuyết Gia Na Nhĩ Bố rời biệt thự nghỉ dưỡng và đi bộ để thông báo cho những người dân làng khác. Khoảng 22 giờ, trời đổ mưa to, sau đó cả làng bị cắt điện. Mọi người trong bữa tiệc di chuyển từ sân lên tầng 2 của căn biệt thự, thắp nến và tiếp tục ca hát nhảy múa. Đến khoảng 22 giờ 30, một trận lở đất bùng phát. Theo điều tra sau đó, dưới tác động của trận mưa dông bất ngờ trong đêm, đến khoảng 22 giờ 33 phút đêm hôm đó, hai điểm sạt lở ở độ cao 3.880 đến 3.680m về phía thượng lưu bắt đầu trượt, tạo thành các dòng đá vụn loãng với dòng chảy nhỏ. Với sự chuyển động đi xuống của dòng chảy mảnh vụn, các mảnh vỡ chảy dọc theo sườn dốc của cả hai bên mương và các vật liệu sụp đổ và sạt lở đất liên tục được thêm vào, cùng với dòng chảy của lũ ở một số nhánh sông và cuối cùng phát triển thành một chất nhớt không thể ngăn cản dòng cặn bã với tỷ trọng lớn. Trận lở đất đi qua làng Quỳnh Sơn số 2 ở thượng nguồn lúc 10 giờ 45 phút đêm hôm đó và đến làng Thủy Tổ ở cửa thung lũng vào khoảng 11 giờ 20 đêm cùng ngày đã gây ra thảm họa. Khoảng cách giữa các khoảng thời gian này là khoảng 35 phút. Tề Mị, một người dân ở làng Thủy Tổ, kể lại rằng tôi sẽ không bao giờ quên giây phút đó. Vào khoảng 11 giờ 30 đêm, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía sau núi. Sau đó là lũ lụt như hàng ngàn con ngựa chạy rầm rập. Tề Mị và một người dân khác trong làng là Trạch Lãng đã bỏ chạy theo bản năng, đồng thời hét lớn với những người đang trò chuyện bên trong nhà, lũ sắp đến, chạy nhanh lên. Tuy nhiên, trận lở đất diễn ra quá nhanh và dữ dội khiến vợ của Tề Mị và những người khác không ai trong số trốn thoát. 2 phút sau, khi Tề Mị quay đầu nhìn lại, biệt thự nghỉ dưỡng vừa mới ca hát cười đùa, cũng như con đường và đất canh tác bên cạnh đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một dòng bùn. Trận lở đất này đã khiến 51 người thiệt mạng. Sau khi trận lở đất lao ra khỏi thung lũng, nó đã tích tụ tạo thành một khu vực hình cánh quạt với diện tích hơn 300.000 m², với khoảng 700.000 m³, chôn vùi hơn 300 hecta đất canh tác, cuốn trôi 17 km đường và phá hủy 9 cây cầu. Dòng mảnh vụn đổ sâu xuống dòng Đại Kim Xuyên, thượng nguồn sông Đại Độ dọc theo thung lũng Quỳnh Sơn và chặn Đại Kim Xuyên, khiến Đại Kim Xuyên ngừng chảy tạo thành hồ chắn dài 2 km, rộng hơn 200 m và có dung tích chứa nước là 2,28 triệu m khối. Làng Thủy Tổ bị bao phủ bởi những dòng bùn và đá dày đặc, khiến việc tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn. Trong số đó, người nhà của 4 nạn nhân đến từ Thượng Hải bày tỏ rằng không cần thiết phải khai quật hài cốt và hy vọng rằng một tượng đài cảnh báo sẽ được dựng lên tại khu vực này để tưởng nhớ 51 nạn nhân và cảnh báo các thế hệ tương lai. Kính thưa quý vị khán giả, tình hình mưa lớn liên tục, chống lũ ở một số tỉnh, vùng miền nước ta đang diễn ra gay gắt. Nhiều vùng của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây, trong đó Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình chống lũ lụt hết sức gay gắt. Vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm qua, mực nước sông Liễu Giang ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây lên tới 89,3 m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,8 m. Các tòa nhà dọc sông Liễu Giang đã bị ngập lụt. Đỉnh lũ sẽ đi qua trạm Liễu Giang Liễu Châu vào khoảng 23 giờ ngày hôm nay, mực nước cao tới 90,5 m, cũng là đỉnh lũ hơn 30 năm mới có một lần. Lâm Khải Bình, kỹ sư trưởng của Đài quan sát khí tượng Quảng Tây cho biết, chúng tôi gọi đó là mưa bão lớn khi nó đạt tới 250 mm, bây giờ là hơn 600 mm, tức là đã tăng gấp đôi nên mưa rất lớn. Trước đó, Đài quan sát khí tượng Giang Tây đã đưa ra hai tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, mức cảnh báo mưa bão cao nhất được đưa ra trong lịch sử Giang Tây. Vào sáng ngày hôm qua, hơn 100 dân làng ở làng Tả Khê, huyện Trùng Nghĩa, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, những người di chuyển quá muộn đã bị nước bao vây. Tăng Nghị, sở lực lượng vũ trang, quận Trùng Nghĩa,
thành phố Cám Châu cho biết, hiện tại có khoảng 20 người bị mắc kẹt ở đây và 20 người đang ở lại ở đây, có hơn 50 người ở phía đối diện và có tổng cộng 90 hoặc 100 người chưa di chuyển kịp. Sau hơn 3 giờ đồng hồ khẩn cấp cứu nạn, hơn 100 người bị mắc kẹt đều đã được chuyển an toàn ra ngoài. Thưa quý vị, bản tin CCTV cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các thảm họa như ngập lụt, sạt lở đất xuất hiện ở nhiều khu vực ở Quảng Đông. Các cơ quan đã đưa ra cảnh báo sớm để kiểm soát và chống lũ lụt và 11 đội đặc công kiểm soát và chống lũ lụt đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại Hắc Long Giang và Cát Lâm, hơn 8.000 hecta đất canh tác bị hạn hán do thời tiết nhiệt độ cao liên tục. Hiện tại, mặc dù mực nước của 4 con sông lớn ở Quảng Đông vẫn ở dưới mức cảnh báo, nhưng các ban ngành liên quan đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ và chống ngập lụt. Vừa qua, Quảng Đông đã tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp toàn tỉnh để kiểm soát lũ lụt và cứu hộ. 11 ban chỉ huy chống lũ tiến hành diễn tập bao gồm bịt các lỗ thủng, xử lý đường ống, thoát nước khẩn cấp, gia cố đập, cứu hộ, lấy nước. Được biết, 3.500 nhân viên cứu hộ này sẽ túc trực 24 giờ mỗi ngày tại Quảng Châu, Huệ Châu, Giang Môn, Sán Đầu và những nơi khác, sẵn sàng đối phó với những nguy hiểm do mưa lớn và bão gây ra. Lý Vinh Căn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông cho biết, thứ nhất có khoảng 5 đến 6 cơn bão, trong đó có khoảng 2 cơn bão mạnh, lượng mưa phân bố không đều theo thời gian và không gian dễ gây ra thiên tai. Hiện tại, nhân sự và chuẩn bị vật tư ở các nơi đã sẵn sàng và sẵn sàng, không giống như mưa xối xả ở Quảng Đông. Hắc Long Giang và Cát Lâm đang phải đối mặt với thời tiết bất thường như nhiệt độ cao liên tục và lượng mưa ít. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 80 triệu hecta đất canh tác ở hai khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Hắc Long Giang đã đưa ra kế hoạch bảo vệ khẩn cấp cấp 2 đối với các thảm họa khí tượng lớn và đầu tư 130 triệu quỹ để cứu trợ hạn hán. Ở khu vực phía Tây Hắc Long Giang, nơi hạn hán tương đối nghiêm trọng, một số sở cũng đã cùng nhau cung cấp điện, nguồn nước dự trữ và thiết bị cần thiết cho tưới tiêu chống hạn cho nông dân, đồng thời thực hiện các hoạt động tạo mưa nhân tạo. Các bộ phận liên quan ở Cát Lâm đã cử một đội cứu trợ hạn hán đến giúp nông dân tưới nước cho những vùng đất nông nghiệp bị hạn hán bằng phương pháp tưới rãnh và tưới phun mưa để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán. Mưa lớn ở Quý Châu cũng đã khiến hơn 330.000 người ở 10 huyện và thành phố bị ảnh hưởng, 11 người chết và 1 người mất tích. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, lượng mưa lớn xảy ra ở phía Nam và Đông Nam tỉnh Quý Châu từ 2 ngày qua khiến hơn 330.000 người ở 10 huyện và thành phố bị ảnh hưởng. Mưa lũ khiến 11 người chết, 1 người mất tích. Giao thông trên quốc lộ 321 ở thị trấn Đại Vũ, huyện Cát Đô, phía Nam Quý Châu bị gián đoạn do sạt lở đất. Theo thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quý Châu, tính đến ngày thứ Tư, 68 huyện thuộc 9 thành phố của tỉnh Quý Châu đã từng xảy ra thiên tai lũ lụt với các mức độ khác nhau. Hôm nay, kênh quốc tế Trung Quốc CCTV phát bản tin, nhiều nơi mưa dông lớn, đường ngập, nhà ngập. Bản tin cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, khu vực Đông Nam và Nam Quý Châu đã xảy ra một đợt mưa lớn. Cảnh báo mưa bão ở một số khu vực của tỉnh Kiềm Đông Nam đã được nâng cấp từ màu vàng sang màu đỏ. Theo thống kê về lượng mưa, đây là đợt mưa lớn nhất ở tỉnh Kiềm Đông Nam trong năm nay. Tại huyện Vinh Giang, quận Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, nhiều tuyến đường bị sạt lở, một số phương tiện bị lũ cuốn trôi một quãng đường dài. Sở Cảnh sát Giao thông đã áp dụng các biện pháp điều tiết giao thông. Các ban ngành đang nỗ lực hết sức để tổ chức cứu trợ lũ lụt. Đến khoảng 1 giờ chiều nay, lũ ở huyện Dung Giang đã rút dần. Công tác dọn dẹp sau thiên tai cũng đang được tiến hành một cách nhanh nhất. Tại một số ngôi làng và thị trấn ở quận Công Giang, lượng mưa vượt quá 260mm và các thảm họa như lũ lụt trên núi, sạt lở đất và sạt lở đá đã xảy ra ở nhiều nơi trong quận và nhiều con đường bị gián đoạn. Nhiều nơi ở làng Song Giang bị ngập đến mái hiên, trên đường đi cứu hộ lực lượng cứu hộ bị chặn đường, lực lượng cứu hộ chặt cây mở đường trước khi đến địa điểm bị thiên tai. Tính đến 1 giờ chiều ngày hôm qua, huyện Dung Giang đã khẩn trương chuyển 2.515 người từ 712 hộ gia đình. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu, quá trình mưa tại các huyện và huyện của tỉnh Tiền Đông Nam về cơ bản đã kết thúc. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc gây hậu quả trầm trọng, trong đó có nhiều lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, tin mới xin gửi đến quý vị bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Với các tin tức mới nhất cập nhật từ báo chí Trung Quốc và thế giới, cùng các bình luận nhận định của các chuyên gia học giả quốc tế. Trước khi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin sẽ có trong video. Đập Tam Hiệp biến dạng nhẹ nhưng vẫn vận hành an toàn trong 500 năm nữa. Mực nước đập Tam Hiệp tăng cao, Trung Quốc vội sơ tán hàng nghìn người. Đập Tam Hiệp có thể chống được bom nguyên tử.
Trung Quốc tuyên bố nếu không có đập Tam Hiệp, lũ lụt sẽ tệ hơn. Đứng trước những đồn đoán và lo ngại về việc con đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc đã bị biến dạng và có nguy cơ vỡ, công ty vận hành đập Tam Hiệp đã lên tiếng thừa nhận con đập đã chịu một sự biến dạng nhẹ, song vẫn kiên quyết đảm bảo rằng đập Tam Hiệp vẫn có thể vận hành tốt trong 500 năm nữa. Vừa qua, hãng thông tấn Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận hàng đầu của chính phủ Trung Quốc đã đưa tin cho biết, trung tâm quản lý đập Tam Hiệp hiện đang là công ty vận hành của các đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc đã lên tiếng thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang bị biến dạng nhẹ với một số kết cấu phụ của đập bị cong vênh. Theo trung tâm quản lý đập Tam Hiệp, tình trạng biến dạng đã xuất hiện từ 5 ngày trước sau khi lượng nước lũ từ Tứ Xuyên và Trùng Khánh đổ về sông Dương Tử tăng mạnh, khiến lưu lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt kỷ lục 61.000 m khối trên giây. Tuy nhiên, công ty vận hành đập Tam Hiệp nhấn mạnh rằng các thông số hoạt động của con đập vẫn giữ mức tiêu chuẩn và việc kiểm soát lũ đang được giám sát chặt chẽ dựa trên các thông số kỹ thuật thiết kế. Giám đốc và kỹ sư trưởng Triệu Thực Quang của tập đoàn Tam Hiệp giải thích rằng biến dạng đàn hồi là hiện tượng sẽ xảy ra ở mọi cấu trúc xây dựng từ cầu đường tới nhà cao tầng và khẳng định rằng đó không phải là điều gì đáng lo sợ. Ông Triệu thậm chí còn tuyên bố rằng đập Tam Hiệp vẫn sẽ hoạt động hoàn hảo hơn trong 500 năm nữa. Song ông cũng không quên cảnh báo rằng công tác kiểm soát lũ cho sông Dương Tử không chỉ phụ thuộc vào đập Tam Hiệp. Những tuyên bố này được đưa ra giữa những lời đồn đoán rằng con đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc đã bị biến dạng và có nguy cơ sập sau các cơn lũ liên tiếp trên sông Dương Tử do mưa lớn kéo dài. Quả thực, trong tuần vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo lũ tại ba con sông lớn gồm Dương Tử, Hoàng Hà và Hoài Hà với lưu lượng nước sông Hoàng Hà lên tới 3.000 mét khối vào tối ngày hôm qua. Đến nay, đợt mưa lũ nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến hàng chục triệu người ở Trung Quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên đến 12 tỷ đô la Mỹ. Trước những cơn mưa lớn kéo dài qua những tỉnh miền Trung, miền Nam Trung Quốc và nỗi lo sợ vỡ đập Tam Hiệp đang bao trùm lên bao người dân. Mới đây, hàng chục nghìn người tại An Huy và Hồ Bắc, nơi tọa lạc của con đập lớn nhất hành tinh đã phải gấp rút sơ tán. Chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã phải sơ tán thêm hàng chục nghìn người dân tại hai tỉnh An Huy và Hồ Bắc, nơi đang phải hứng chịu tình cảnh lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Tại tỉnh An Huy, lực lượng cứu hộ đã sơ tán 16.000 người khỏi thị trấn Huwen. Sau khi một con sông trong khu vực tràn bờ sau nhiều tuần mưa xối xả, trận lũ lụt đã làm ngập và ngắt điện của 13 ngôi làng. Trong khi đó, tại tỉnh Hồ Bắc, một vụ lở đất đã chặn đứng dòng chảy của một nhánh sông Dương Tử và tạo ra một hồ nước lớn có nguy cơ nhấn chìm thành phố Ân Thi và các ngôi làng lân cận. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, hơn 8.000 người dân đã phải sơ tán khỏi khu vực. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo các địa phương cảnh giác khi tình trạng lũ lụt và lở đất sẽ không sớm chấm dứt. Các quan chức Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ theo dõi mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp này đã cao hơn 16 mét so với mức an toàn nhằm giảm bớt rủi ro lũ lụt cho hạ lưu. Trận lũ lụt tồi tệ nhất gần đây tại Trung Quốc đã xảy ra vào năm 1998, khiến 2.000 người dân và 3 triệu ngôi nhà dọc sông Dương Tử bị nhấn chìm trong nước lũ khi mà nước mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ bớt. Và hậu quả của đợt lũ khủng khiếp vừa qua vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Con sông Dương Tử lại một lần nữa dâng trào, mang tới cho người dân Trung Quốc trong khu vực bao nỗi lo lắng về một đợt lũ mới. Theo hãng Tân Hoa Xã, lưu lượng nước đổ về đập Tam Hiệp đã đạt khoảng 55.000 mét khối trên giây, sau đó tiếp tục tăng lên 61.000 mét khối trên giây vào ngày thứ Bảy. Chính lượng nước khổng lồ này đã khiến nhiều chi lưu của sông Dương Tử vỡ đê, khiến chính quyền địa phương tỉnh Hồ Bắc phải sử dụng trực thăng để thả đá xuống chặn dòng nước lũ. Ngoài ra, các lực lượng ứng phó khẩn cấp cũng đã được triển khai cho nhiệm vụ tuần tra và theo dõi đê đập, cùng hàng nghìn bao cát được chuẩn bị sẵn để nhanh chóng gia cố những đoạn đê vỡ. Ông Su Jo Xiang, sống tại làng Liu Fang, phía đông Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, cho biết ngôi làng của ông đã bị cắt điện và nước sạch trong suốt một tuần qua. Ông giải bày rằng, đáng lẽ đây đang là vụ mùa thu hoạch, nhưng giờ tất cả cánh đồng đã chìm trong biển nước. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, các trận lũ lụt từ đầu tháng đã khiến khoảng 1,8 triệu người dân tại 24 tỉnh, chủ yếu tại các khu vực miền Nam Trung Quốc phải sơ tán. Thiệt hại trực tiếp do lũ lụt được ước tính vào khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Theo đánh giá từ các chuyên gia Trung Quốc, đập Tam Hiệp sẽ không thể vỡ. Những chuyên gia này nhận định rằng con đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc sẽ hoạt động hoàn hảo trong ít nhất 500 năm tiếp theo và đủ kiên cố để chịu đựng sự tàn phá tới những cuộc tấn công trực tiếp bằng bom nguyên tử.
đáp trả lại những nghi vấn về khả năng vỡ đập Tam Hiệp đang ngày một được lan rộng, kỹ sư trưởng của tập đoàn Tam Hiệp Triệu Thự Quang cho biết. Từ kết quả thí nghiệm hiện nay, có thể thấy kết cấu bê tông của đập Tam Hiệp sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề nào trong ít nhất 500 năm nữa. Ông Triệu đồng thời tiết lộ rằng đập Tam Hiệp sở hữu hệ thống giám sát an toàn được triển khai đồng thời với dự án chính, với hơn 12.000 điểm giám sát sẽ lập tức cảnh báo tới cơ quan vận hành nếu có bất thường nào đó xảy ra. Trong khi đó, một chủ đề khác về đập Tam Hiệp có liên quan đến an ninh quốc phòng Trung Quốc năm 1958 cũng đã xuất hiện cùng với câu hỏi rằng liệu đập Tam Hiệp có thể chịu được sức công phá của bom nguyên tử hay không. Theo Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc Trương Bát Đình, đập Tam Hiệp đã từng là một mục tiêu tấn công trong chiến tranh. Vậy nên trong 30 năm từ năm 1959 đến năm 1988, các bộ phận kỹ thuật và quân sự Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm chất nổ tại con đập và đi đến kết luận rằng Tam Hiệp thuộc loại hình đập trọng lực bê tông có khả năng chống bom. Ông Trương giải thích thêm rằng nếu bom nguyên tử trực tiếp công phá đập Tam Hiệp thì cũng sẽ chỉ tạo ra một vết nứt lớn chắc chắn sẽ khiến rò rỉ nước nhưng không thể khiến con đập đổ sập và tạo nên thác lũ được. Ngoài ra, theo viện sĩ Trung Quốc, tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở nhiều khu vực trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang hiện nay đang bộc lộ vấn đề tụt hậu trong việc xây dựng kiến trúc ở địa phương khi hệ thống thoát nước không thể theo kịp nước lũ và vì vậy chính quyền những địa phương này đã quyết định đổ lỗi cho đập Tam Hiệp. Để đối đáp lại những lời đồn thổi và ngờ vực về tường thành sông Trường Giang, một chuyên gia kỹ thuật thủy lực hàng đầu của Trung Quốc đã lên tiếng rằng tình trạng lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đang và sẽ được kiểm soát tốt vì con đập Tam Hiệp và khẳng định những cuộc ngập lụt sẽ tồi tệ hơn nếu không có con đập này. Ông Vương Hảo, một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là giám đốc danh dự của Bộ phận Tài nguyên nước thuộc Viện Nghiên cứu Thủy điện, khẳng định với Thời báo Hoàn cầu rằng Trung Quốc đã thiết lập 5 tuyến phòng thủ cho sự cố lũ lụt, bao gồm ngăn chặn các dòng chảy chính, kiểm soát tại các nhánh sông, xây dựng kè sông, kiểm soát lưu vực lũ lụt ở vùng trũng thấp và quản lý phát triển đô thị dọc theo các con sông. Nằm ngay trong nhà chính của sông Dương Tử, đập Tam Hiệp đóng vai trò là tuyến phòng thủ đầu tiên và trung tâm, giảm đáng kể việc xả lũ vào giữa và hạ lưu lưu vực sông Dương Tử. Theo ông Vương, nước lũ mạnh sẽ không làm đổ đập Tam Hiệp, nơi có 23 hố tràn sâu và 22 lỗ tràn bề mặt để giải phóng nước lũ một cách hiệu quả và do đó giữ vững. Theo Wang, ông Vương cho biết trận lụt lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc trong 2.500 năm qua là vào năm 1870 với lưu lượng cực đại 105.000 mét khối trên giây. Đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu được lưu lượng lớn như thế, thậm chí có thể chịu được lưu lượng cực đại 124.300 mét khối trên giây, Wang nói. Ngoài ra, ông Vương đã chỉ ra rằng vẫn còn 21,1 tỷ mét khối trong khả năng kiểm soát lũ thường trực trong hồ chứa Tam Hiệp và các rủi ro trong lưu vực sông Dương Tử đang nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Ông Vương Hảo khẳng định rằng có thể tình hình đang hết sức tồi tệ, tuy nhiên tình trạng lũ lụt sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều nếu không có đập Tam Hiệp. Trả lời Thời báo Hoàn cầu, tập đoàn Tam Hiệp cũng khẳng định rằng trong suốt nhiều thập kỷ tồn tại từ những cuộc tranh luận ban đầu về việc có nên xây đập tới quá trình xây dựng tới công cuộc vận hành và quản lý cho đến ngày nay, hàng trăm cuộc nghiên cứu khoa học, thực hành và giám sát dữ liệu đã được tiến hành. Những nỗ lực này chứng minh rằng thực chất đập Tam Hiệp đang vận hành tốt hơn mong đợi và vượt qua tiêu chuẩn thiết kế. Không chỉ Trung Quốc là đang phải đối phó với tình trạng mưa lũ kéo dài dẫn tới ngập lụt, quốc đảo Nhật Bản cũng đang phải chịu đựng những cơn mưa nặng hạt nhất trong những năm gần đây. Và theo phỏng đoán từ các chuyên gia khí tượng học trên thế giới, sự kiện gió mùa tại vùng Đông Á hiện đang tàn phá nhiều tỉnh thành Trung Quốc và Nhật Bản có nguồn gốc từ vùng biển Ấn Độ Dương. Tình trạng mưa lũ kéo dài dọc bờ sông Dương Tử và hàng trăm con sông khác tại Trung Quốc đã khiến hơn 150 người thiệt mạng và 40 triệu người dân sinh sống trong khu vực phải chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Trong khi đó, Nhật Bản cũng vừa phải đối diện với một mùa mưa nặng hạt nhất trong 40 năm qua, với tổng lượng mưa cả nước đạt gần 210 mét. Người ta thường nói sông Trường Giang hay sông Dương Tử là một chú rồng khổng lồ, cũng chính là long mạch của Trung Hoa. Thế nhưng dù bị hơn 60% số người phản đối thì cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân vẫn lên kế hoạch thực hiện xây dựng con đập Tam Hiệp, chặn lên mình chú rồng to lớn Dương Tử. Những ngày gần đây, từ ngày hạ chí lưu vực sông Dương Tử đã bắt đầu vào mùa mưa, những cơn mưa dầm liên tục đã kéo dài nửa tháng nay tại miền Nam Trung Quốc. Lũ lụt và sạt lở đất đã trở thành một trong những từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong các trang tin tức, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Mưa to, ngập nước như vậy, liệu đập Tam Hiệp có bị vỡ? Những cơn mưa dầm rả rích liên tục và sự gào thét của dòng sông những ngày qua có ý nghĩa gì?
đừng rời mắt khỏi màn hình vì tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Tại sao người ta có thể xây đập Tam Hiệp? Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa, khi Đại Vũ trị thủy, có một con sao long gây họa loạn bốn phương. Thần Huyền Vũ đã hóa phép tạo thành hai hòn đảo thần là đảo Rùa và đảo Rắn, trấn thủ hai bên sông Trường Giang để khắc chế con sao long này, khiến nó không thể tiếp tục gây ra tai họa nhân gian và chung sống hòa bình với nhân loại. Sao long dù sao vẫn là sao long, không phải là vật ở thế gian. Dưới sự giáo huấn của thần tiên, nó cũng dần trở nên có quy tắc, không còn cố ý gây họa mà bắt đầu tạo phúc cho dân. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, nó đã bắt đầu thực hiện kế hoạch hủy diệt Trung Hoa, lưu giữ màu đỏ trường tồn vạn đại cùng sông núi, cắt đứt vận khí nơi định đô của các bậc đế vương, cố ý phá hoại phong thủy và nhất định muốn hủy hoại long mạch của sông Dương Tử. Vào năm 1986, Trung Quốc cho xây dựng tháp truyền hình trên núi Rùa ở bờ đông của sông Dương Tử. Nó giống như một cây kim cắm trên lưng thần Huyền Vũ để làm thần Huyền Vũ mất đi linh khí. Năm 1984, người ta lại xây dựng khách sạn Tình Xuyên có hình vuông giống như một tấm bia mộ đứng sừng sững trên đảo Rắn, nơi bờ tây dòng sông Dương Tử. Từ đó mới có tiết mục làm trò hợp logic cho việc trị thủy Trường Giang năm 1993 khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền. Đập Tam Hiệp được bắt đầu xây dựng vào ngày 14 tháng 12 năm 1994. Ngày 4 tháng 7 năm 2012, tổ máy cuối cùng được bàn giao và chính thức đưa vào khai thác toàn diện. Về lý mà nói, rồng là con vật không phải là thời gian, tại sao lại có thể bị một con người nhỏ bé phá hoại, đè nén bằng một viên gạch lớn? Điều này có lẽ là thiên mệnh, có lẽ nó giống như là đại kiếp nạn của các thần tiên. Trong câu chuyện Phong Thần Diễn Nghĩa chính là kiếp số của dòng Dương Tử. Sự bắt đầu của dự án khổng lồ này được quyết định bởi người lãnh đạo đứng đầu đất nước. Điều này có liên quan tới số mệnh gì của Trung Quốc? Chúng ta hãy cùng tổng kết những hiện tượng dị thường xảy ra tại Trung Quốc trong những năm qua. Thứ nhất, sao Thủy nghịch hành vào năm Quý Mão. Năm 2023 là năm Quý Mão, bước vào tháng này, lũ lụt là mối quan tâm lớn nhất hiện nay của chúng ta. Điều này làm chúng ta liên tưởng tới sao Thủy trong chín đại hành tinh. Thời cổ đại, sao Thủy còn được gọi là Thìn Tinh. Năm nay có 3 lần sao Thủy nghịch hành. Hiện tượng thiên nhiên khác thường này chắc chắn sẽ đối ứng với những sự tình bất thường khác nhau tại thời gian. Sao Thủy nghịch hành ở gần sao Gia Tú trong Ất Tỵ chiếm viết. Khi sao Thủy ở gần sao Giác, vua trừng trị kẻ có tội vội vàng cấp bách, lũ lụt tôn trào người đến rồi đi, thuyền bè đối đầu nhau. Sao Thủy trấn thủ ở hai góc của sao Giáp Biên, dưới quân sự trở ngại, lương thực khó khăn, có sự phát động liên quan tới quân đội. Hiện tượng thứ hai, Kỳ Môn Độn Giáp xem Tạm Hiệp. Nói tới người lãnh đạo, người ta liên tưởng tới Kỳ Môn Độn Giáp. Đây là môn thuật số cổ xưa của người Trung Hoa, chủ yếu dùng vào mục đích chiêm bói chuyện quốc sự và binh pháp thời xa xưa. Theo ghi chép trong thư tịch cổ, đây là cổ thư do Đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại cho Hoàng đế khi đại chiến với Sivu ở Trác Lộc. Lúc đó có 4.320 cục, sau đó Phong Hậu tinh giản có 1.080 cục. Lúc đầu vốn chỉ có bạn Kim Hàm, Hoàng đế sai Phong Hậu diễn ra để dùng cho việc bình thư. Đến thời Nghiêu Thuấn, khi sai Đại Vũ đi trị thủy, lại được Đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền cho văn thư trên lưng rùa thiêng trên sông Lạc. Trên lưng rùa thiêng có hạ đồ và văn thư rùa mang gọi là Lạc Thư. Phép độn giáp được chính thức lưu truyền từ đây. Hán Tử Phòng thì gom lại thành 13 cục. Thục Quân Sư là Gia Cát Võ Hầu Khổng Minh và bố vợ ngài là Hoàng Thừa Ngạn. Vợ ngài là Hoàng Nguyệt Anh, tục gọi là Hoàng A Sửu Đắc Ngô Thần Cơ, tạo thành bát trận đồ gồm 8 cửa và 3 kỳ. Hầu hết những bậc thánh nhân sử dụng thuật chiêm bói của Kỳ Môn Độ Giáp là những bậc quân sư kỳ tài trị quốc bình thiên hạ như Phạm Lãi, Gia Cát Lượng, Lưu Bà Ôn. Hàm nghĩa của Kỳ Môn Độ Giáp là do 3 khái niệm Kỳ Môn và Độ Giáp tổ hợp thành, trong đó Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ, Canh Tân Nhâm Quý. 10 tổ hợp thiên can này
ngoài đại diện cho khái niệm về thời gian và không gian mà mọi người vẫn quen thuộc, còn có hàm ý đặc biệt đối ứng với những hình tượng khác nhau. Kỳ chính là Ất Nhật Kỳ, Bính là Nguyệt Kỳ, Đinh Tinh Kỳ. Nhật Kỳ là ngày, là mặt trời sáng sủa, Ất Kỳ, Nguyệt Kỳ là tháng, là mặt trăng đỏ sáng. Bính Kỳ, Tinh Kỳ là giờ, là sao, là vi cấp của 60 giờ trong 1.000 năm, ngày 5 x 12 giờ. Chi phối bởi 28 vì sao gọi là thập nhị bát tú, gọi là định kỳ. Mỗi tiết trời có 3 nghi bằng 15 ngày. Sau nhóm thiên can mậu kỳ, canh tân nhâm quý được gọi là lục nghi. Can giáp được ẩn đi nên gọi là độn giáp. Môn là bát môn, tức là 8 cửa. 8 cửa gồm có hưu môn, sinh môn, thư môn, đỗ môn, cảnh môn, tự môn, kinh môn và khai môn. 8 cửa này là từ 8 phương vị của bát quái hoàng gia. Trong quân sự còn có tên khác là bát trận đồ. Tên các cửa trong bát trận đồ là thiên môn, địa môn, phong môn, vân môn, long môn, hộ môn, điểu môn và xào môn. Bát trận đồ này xem thì rất đơn giản, dễ dàng, nhưng kỳ thực thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu. Bát môn thực tế là 8 loại cảm ứng điện từ của hệ mặt trời và trái đất đối với con người. Độn giáp được hình thành trên cơ sở bài toán tổ hợp tuyến tính của 10 can, 12 chi của năm tháng, tiết lục nghi tam kỳ của tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái cửu cung, hư, sinh thương, đổ, cảnh tử, kinh, khai, trùng ngũ cung, 28 sao, tính bằng giờ, gọi theo can chi và sao y như tính thời gian bằng giờ, phút, giây. Kỳ môn độn giáp, giáp trốn ở mậu. Bởi lẽ hai địa chi hợi và tý của can giáp ở tiết lập đông tiểu tiết, đại tiết đông chí. Khởi tính năm giáp tý ở thiên can mậu, nó độn trốn ở can mậu. Tam nguyên tức là thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Thượng nguyên từ năm 1864 đến năm 1923, trung nguyên là từ năm 1924 đến năm 1983, hạ nguyên là từ năm 1984 đến năm 2043 và 2044 trở lại thượng nguyên. Việc chiêm bói bằng kỳ môn độn giáp thường có 4 tầng nhân tố tổ hợp thành, chủ yếu gồm có thần bàn, thiên bàn, môn bàn cũng gọi là nhân bàn, địa bàn. Trong kỳ môn độn giáp có bát thần và cửu thần. Bát thần gồm trị phù, đăng xà, thái âm, lục hợp, bạch hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên. Cửu thần với cơ bản cũng giống bát thần. Bát thần ứng dụng cho chuyển bản, ứng với 8 cung vị là một vị thần. Cửu thần ứng dụng trong phi bản, có 9 cung vị ứng với các vị thần. Khái niệm cửu thần được sử dụng phổ biến khi xem kỳ môn độ giáp. Như vậy, căn cứ vào thời gian ngày, tháng cụ thể, theo ghi chép thiên can địa chi, lấy lục nghi tam kỳ bát môn cửu tinh, bày cung bố trận, chính bản xoay chuyển, thực hiện rèn luyện, tất cả hình thành dương độn cửu cục, âm độn cửu cục, cộng thập bát cục. Lấy những thứ này để chiêm bói, suy đòi quan hệ giữa các sự vật tình trạng, hướng đi để lựa chọn phương hướng và thời gian cát tường thuận lợi. Vậy, theo lối tư duy của quỳ môn độn giáp, làm thế nào để lý giải về sự việc này? Trên mạng, có một người tên Đại Lương đã vận dụng quỳ môn độn giáp. Khởi điểm là giai đoạn thời gian khi sao thủy nghịch hành lần gần đây nhất là lần thứ 2 trong năm nay. Thời gian từ 18 tháng này đến 12 tháng sau, lấy 18 tháng này là bắt đầu một quỳ môn cục, dự đoán tin tức về xu thế của trận lũ lụt năm nay. Chúng ta hãy cùng tóm tắt những điểm chính. Sao thủy còn được gọi là thìn tinh. Thìn là một trong 12 địa chi thuộc về dòng đại diện cho nước. Theo vị trí sắp xếp tử cung của 12 địa chi, vị trí của thìn ở tốn tứ cung, phù hiệu là huyền vũ thuộc thủy, cửu tinh thiên bồng thuộc thủy, nhâm dương thủy, quý âm can âm thủy. Ký hiệu trong cung ngày đại đa số thuộc thủy trong ngũ hành. Tuy nhiên thì trong địa chi thuộc thổ trong ngũ hành, trong địa chi học có tứ khố ngũ hành đều thuộc thổ, chính là tứ khố, thìn, tuất, sửu, mùi. Mùi là mộc khố, sửu là kim khố, tuất là hỏa khố, thìn là thủy khố. Thủy khố là trạng thái có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem cát hung bằng kỳ môn độ giáp, thiên bàn thuộc kỷ, địa bàn thuộc nhâm. Kỷ cộng nhâm gọi là địa võng dương cao. Cục này là khi sao thủy nghịch hành vị trí của cung lại là thịt. Có thể lấy hình tượng của nước để liên tưởng.
thủy là long mạch trong văn minh Trung Hoa, lần này lấy sông Dương Tử làm đầu. Những con sông lớn nhỏ được hợp thành một chiếc lưới võng gọi là địa võng. Địa võng vốn là nền ở trên mặt đất, nhưng Cát Hung cách lại hiển thị địa võng Dương cao. Nhầm ý nghĩa tượng trưng cho lao, tù chính là hình, hình phạt. Chữ quan trọng nhất của cục này chính là một chữ hình. Hình là trừng phạt, nhìn nhận từ lục nghi có ẩn lục giáp. Giáp tốt kỷ và giáp kỷ nhâm có ẩn chứa điện chi là tuất và thìn. Hình tượng biểu trưng lần lượt là cẩu và long. Tiếp theo, hãy xem kỷ cộng nhâm, cẩu ở trên long ở dưới. Long bị cẩu cưỡi trên đầu vì không hài lòng. Không vui có thể không động hay sao? Nhìn nhận từ ngũ hành kỷ là thổ, nhâm là thủy. Hiện rõ cách làm theo thói quen chính là thủy đến thổ ngăn. Phân tích theo hình tượng này, địa võng Dương cao biểu thị con rồng sẽ trừng phạt với một vài sự việc. Vậy cụ thể là gì? Đập Tam Hiệp do Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm, cơ bản được hoàn thành xây dựng vào năm Nhâm Thìn 2012. Thìn trong địa chi năm Nhâm Thìn và thìn ẩn giấu trong giáp thìn nhâm ở cùng một chỗ. Hai thìn này gọi là thìn thìn tự hành. Phía trên đã đề cập nhâm là lao, tù chính là hình trong hình phạt. Đối với con rồng này mà nói chính là tự mình thực hiện hình phạt với mình, cũng có nghĩa là phục ngâm, ẩn núp, phục phục. Hiểu một cách đơn giản chính là con rồng Dương Tử vô cùng lợi hại, không ai có thể áp chế được. Vậy nếu là số phận thiên định, không cần người khác tới quản thúc, áp chế tự thân cũng có thể trở nên hiền lành, không gây sự. Biết được ngọn nguồn chân tướng của Đập Tam Hiệp, chúng ta có thể hiểu rằng nhâm của lần này trong năm lại vào tháng Ngọ, hơn nữa có kỷ cộng nhâm trong cung vị. Đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm Nhâm Thìn. Con thìn tức rồng bị áp chế, đè nén địa võng Dương cao muốn quay cuồng khởi lên. Hỏi ai là người đáng bị trừng phạt ở đây? Như vậy, rất có khả năng đó chính là cần phá vỡ Đập Tam Hiệp. Thứ đã chấn áp, đè nén lên thân rồng 8 năm. Do đó, mưa rồng kéo dài liên miên, nước sông ở khắp nơi dâng cao, núi rung địa chấn chính là biểu hiện con rồng vàng này đang muốn hoạt động trở lại, muốn vượt ngục rồi. Điều này chính là cái gọi là đột nhiên khai mở hóa vàng thả giao long, rồng điều hành mây, mưa, hổ điều hành gió. Tuy nhiên, hai ngọn núi quy và xà, tức núi rùa và rắn đã bị phá vỡ phong thủy. Nếu con rồng này muốn thức dậy, muốn hoạt động, tất sẽ không còn mưa thuận gió hòa. Nếu nó muốn báo thù nghiệt long xuất thế, có thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao? Có vẻ như từ lâu người Trung Quốc vốn có cảm hứng với việc tạo ra những thứ to và dài, như là bức tường thành dài nhất vạn lý Trường Thành, hay tuyến đường sắt dài nhất thế giới, đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, cây cầu vượt biển ở Sơn Tây dài nhất thế giới, hay là tòa tháp Thượng Hải cao thứ hai thế giới. Trong số đó thì không thể không kể đến con đập siêu to khổng lồ nhất thế giới, Đập Tam Hiệp. Một con đập từng tạo được sự chú ý cực kỳ lớn của cộng đồng cư dân mạng trên toàn thế giới trong suốt một thời gian dài. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Tin Mới khám phá về con đập Tam Hiệp và những sự thật không phải ai cũng biết. Quy mô khổng lồ. Đập Tam Hiệp là một đập thủy điện nằm chặn sông Trường Giang, tức sông Dương Tử tại Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Con đập này được khởi công vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Nó được làm bằng thép và bê tông. Đập thép này kéo dài 2.335 m, chiều cao tính tới đỉnh là 185 m theo mực nước biển. Trung Quốc đã huy động tới 510.000 tấn thép để xây dựng nên con đập khổng lồ này. Để các bạn dễ hình dung thì số thép này có thể xây dựng được tới 60 ngọn tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp. Con đập này được thiết kế để đáp ứng mực nước ở mức 175 m, hoặc là chạy tới 70.000 m³ mỗi giây. Để so sánh với trận lũ lịch sử của Trung Quốc vào năm 1998, thì lượng nước này vẫn còn nhiều hơn tới 20.000 m³ mỗi giây. Hiện tại thì theo cấu trúc của Trung Quốc, mực nước của con đập ở mức 147 m và 26.500 m³ mỗi giây, đồng nghĩa với việc là đập Tam Hiệp thì vẫn hoàn toàn là an toàn. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình là khoảng 660 km, rộng tới 1,12 km, có thể tích lên tới 39,3 tỷ mét khối và tổng diện tích bề mặt nước ước tính là 1.045 km vuông.
cho phép các tàu hàng hải trọng tải lớn di chuyển 2.250 km từ biển Hoa Đông, cảng Thượng Hải đến tận thành phố Trùng Khánh. Khi hoàn thành thì tổng diện tích ngập nước của mặt hồ là 632 km2, để cho các bạn dễ hình dung và độ khủng bố của con đập này. Thì diện tích hồ Tây chỉ là khoảng 5,3 km2, tức là bề mặt hồ chứa đập Tam Hiệp rộng khắp khoảng 119,2 lần hồ Tây của Hà Nội. Còn so với con hồ tự nhiên rộng nhất Việt Nam là hồ Ba Bể tại Bắc Cạn thì diện tích bề mặt là 6,5 km2, con số sẽ cỡ khoảng 97 lần. Tôn Trung Sơn, cha đẻ của ý tưởng đập Tam Hiệp, thường được coi là cha đẻ của Trung Quốc hiện đại. Tôn Trung Sơn ban đầu đề xuất ý tưởng về đập Tam Hiệp suốt từ đầu năm 1919, lật đổ triều đại Mãn Thanh của Trung Quốc vào năm 1922. Tôn Trung Sơn đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng, gieo trồng những hạt giống của những gì cuối cùng trở thành Trung Hoa Dân Quốc sau này. Trong một bài báo có tiêu đề là Kế hoạch triển khai ngành nông nghiệp của Tôn Trung Sơn, ông đã đề xuất ý tưởng xây dựng một con đập không chỉ giúp kiểm soát lũ sông Dương Tử mà còn thể hiện sức mạnh mới của Trung Quốc. Thế nhưng ý tưởng này đã bị gác lại bởi hoàn cảnh và điều kiện chính trị cũng như kinh tế không thuận lợi. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông đã hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số địa điểm. Tới năm 1995, dự án bắt đầu được lên kế hoạch chi tiết. Phe ủng hộ thì khẳng định rằng đập nước này sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên sông Trường Giang, thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung của đại lục. Trung Quốc bảo vệ con đập này như thế nào? Không chỉ mang lại sản lượng điện khổng lồ, đập Tam Hiệp còn giúp điều tiết nước ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Đập Tam Hiệp cũng góp phần nâng cao năng lực vận tải trên tuyến sông Trường Giang. Lượng hàng hóa vận tải qua khu vực Tam Hiệp tăng từ 10.000 tấn lên 50 triệu tấn. Chính vì vậy, Trung Quốc đã bố trí trọng binh phòng thủ với mật độ dày đặc nhất cả nước tại Tam Hiệp. Xung quanh đập Tam Hiệp là lực lượng vũ trang và hệ thống tên lửa phòng thủ túc trực 24/24 giờ, trong đó có nhiều đơn vị khí tài hiện đại nhất của quân giải phóng Trung Quốc như BRC-18, IRC-6 và BRC-15S, tạo thành nhiều lớp phòng thủ và bảo vệ không phận từ 20 km cho tới 70 km xung quanh con đập. Tuy nhiên, đây mới chỉ được coi là trạm tiền tiêu phòng tuyến bảo vệ đập Tam Hiệp từ xa. Tất cả các vật thể bay trong phạm vi này đều sẽ bị phát hiện trước khi kịp gây ra bất cứ một nguy hiểm nào cho con đập, đó là về phòng không. Còn về không quân, Trung Quốc bố trí hai phi đội tiêm kích hùng mạnh nhất của mình tại Trùng Khánh và Côn Minh, tạo thành chiếc ô tô bảo vệ hồ chứa Tam Hiệp. Trong đó thì có nhiều chiến đấu cơ hiện đại nhất là J-11AB, Su-27 và tiêm kích J-10, cùng với các trận địa pháo cao xạ và tên lửa đất đối không HQ-9 là trung tâm của lá chắn phòng thủ đập Tam Hiệp. HQ-9 có khả năng chống chọi lại mọi loại tên lửa hành trình cũng như các loại tên lửa tối tân nhất hiện nay. Các trận địa tên lửa HQ-9, HQ-10 và HQ-6 với số lượng tên lửa lên tới hàng vạn tên lửa đã trở thành tổ hợp phòng tuyến số 2 cho con đập. Tuy nhiên không chỉ vậy, ngay bản thân chính đập Tam Hiệp cũng là một pháo đài vô cùng kiên cố. Theo các nhà khoa học thì sức mạnh phi hạt nhân duy nhất có thể công phá được đập Tam Hiệp là bom siêu nặng MOB của Mỹ. Tuy nhiên, nếu quả bom này lọt qua được trận địa phòng thủ và tấn công được vào con đập thì cũng chỉ có thể tạo ra được một lỗ hổng dài khoảng 25m, rộng 20m và cao 10m trên vách đập. Cũng theo tính toán của các nhà khoa học, nếu như bom hạt nhân được thả trúng vào đập Tam Hiệp này thì cũng sẽ chỉ tạo ra được một vết nứt hoặc là một vị trí đứt gãy cổ đập chứ không thể phá hủy hoàn toàn kết cấu của con đập. Có thể nói rằng đây chính là công trình tường đồng vách sắt của Trung Quốc. Mất hàng thập kỷ để hoàn thành. Trong nhiều năm, ý tưởng xây dựng một con đập đủ lớn để chặn sông Dương Tử dường như không khả thi. Sau khi Tôn Trung Sơn đề xuất vào năm 1919, thì tới năm 1944 đến năm 1946, đập Tam Hiệp mới được thảo luận tới. Trung Hoa Dân Quốc đã ký hợp đồng với Cục Cải tạo Hoa Kỳ để thiết kế con đập này vào năm 1946. Tuy nhiên, dự án này đã nhanh chóng bị hủy bỏ. Trong cuộc nội chiến Trung Quốc diễn ra sau Thế chiến II, đã có rất nhiều nỗ lực để xây dựng con đập vào những năm 1980 và trong những năm 1970. Thế nhưng bất ổn xã hội đã buộc dự án phải hoãn lại, bẵng đi một thời gian mãi cho tới ngày 14 tháng 12 năm 1994, chính phủ Trung Quốc mới khởi công xây dựng con đập Tam Hiệp và đưa nó vào vận hành vào năm 2009. Sản lượng điện khổng lồ.
Đập Tam Hiệp đã tạo ra năng lượng gấp 11 lần so với đập Hoover của Mỹ xây dựng vào năm 1936 và trở thành nhà máy điện lớn nhất thế giới với tổng công suất lắp đặt là vào 25.500 MW và công suất phát hành hàng năm có thể đạt tới 100 triệu MW, chủ yếu là được phân phối điện từ các tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam, Cổ Nam, Giang Tây, Trùng Khánh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Quảng Đông với mức giá điện lưới là 0,25 NDT 1 kWh. Doanh thu của đập Tam Hiệp từ sản xuất điện sẽ là 25 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3,6 tỷ đô mỗi năm. Đập Itaipu, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới nằm trên sông Parama tại biên giới giữa Brazil và Paraguay, có tổng công suất lắp đặt là 14.000 MW và công suất hàng năm là 90 triệu MW. So sánh với Á quân Itaipu, đập thủy điện Tam Hiệp đã vượt xa. Để các bạn dễ hình dung hơn nữa, thì đập thủy điện Sơn La hiện là đập thủy điện lớn nhất của Việt Nam và lớn nhất luôn cả Đông Nam Á tại thời điểm khánh thành, có công suất vào khoảng 2.400 MW và sản lượng điện hàng năm chỉ khoảng 10 triệu MW mà thôi. Bị trì hoãn nhiều lần, kể từ khi đập Tam Hiệp được công bố vào năm 1994, dự án này đã quằn quại trong tranh cãi và trì hoãn. Dự án ban đầu được dự kiến hoàn thành vào năm 2008, thế nhưng chi phí tăng vọt và những mối quan tâm về môi trường, tham nhũng cộng với các vấn đề tái định cư khiến tiến độ dự án bị chậm lại và đôi khi bị đình trệ. Với người dân địa phương thì hại nhiều hơn lợi. Sự thật là sau khi hoàn thành, tổng cộng đã có tới 1,3 triệu người di rời khỏi các vùng phụ cận của công trình này, cùng với đó là 140 thị trấn, 13 thành phố và 1.600 khu định cư, gồm có cả thắng cảnh lịch sử bị dẹp đi để xây đập. Cỗ máy thần không kiểm soát lũ lụt. Theo mùa của sông Dương Tử vốn là nỗi khiếp sợ của người dân bản địa, hết năm này qua năm khác, sông Dương Tử là con sông dài thứ 3 thế giới, trải dài 6.357 km trên khắp châu Á. Đập Tam Hiệp giúp giữ dòng sông trong mùa lũ và giúp bảo vệ hàng triệu ngôi nhà, cũng như cuộc sống ở Hạ Lưu và các thành phố quan trọng nằm liền kề với sông Dương Tử như là Vũ Hán, Lam Kinh và Thượng Hải. Giới chức của Trung Quốc thành lập hẳn một trung tâm để theo dõi và điều tiết nước lũ từ con đập Tam Hiệp này. Họ liên tục theo dõi, đo đạc lượng nước thông qua các thiết bị hiện đại. Thông thường, đập Tam Hiệp sẽ xả nước vào mùa đông và mùa xuân năm trước cho tới mùa mưa lũ năm sau. Thường là vào mùa hè, họ sẽ tích trữ lượng nước lớn ở hồ để tránh những đợt lũ cho vùng hạ lưu, tác động tiêu cực tới môi trường. Khu vực xung quanh đập Tam Hiệp là ngôi nhà của 6.400 loài thực vật, 3.400 loài côn trùng và khoảng 300 loài cá cũng như hơn 500 loài động vật xương sống trên cạn. Con đập này không chỉ ảnh hưởng tới các loài này mà còn cả môi trường sống của chúng. Xói mòn hồ chứa đã gây ra lở đất và thậm chí là đe dọa tới một trong những ngành nghề cá lớn nhất thế giới. Con đập quá lớn đến nỗi nó đã tạo ra hẳn một vi khí hậu, đe dọa hệ sinh thái của cả khu vực. Vì khí hậu là một vùng khí quyển địa phương có khí hậu khác biệt với vùng xung quanh, ước tính là 70% nước ngọt của Trung Quốc bị ô nhiễm và con đập có thể làm cho nó tồi tệ hơn rất nhiều. Con đập này nằm trên đỉnh các cơ sở xử lý chất thải cũ và hoạt động khai thác, chưa kể là 265.000 gallon nước thải thô bị lắng đọng ở sông Dương Tử mỗi năm. Vỡ đập Tam Hiệp từ những nguyên nhân đến từ mẹ thiên nhiên. Đập Tam Hiệp quả thực là một trong những công trình kỳ vĩ, thế nhưng nó đã làm thay đổi nguyên trạng rất nhiều về địa hình và tự nhiên tại khu vực xung quanh đó. Và hoàn toàn có thể là nguy cơ gây ra những thảm họa khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng được. Nếu muốn biết thêm về những nguy cơ có thể gây vỡ đập và sức tàn phá không thể tưởng tượng nổi khi con đập này bị vỡ, hãy nhấn và theo dõi video tiếp theo sẽ hiện ra trên màn hình ngay sau đây. Là con đập lớn nhất hành tinh, đập Tam Hiệp được thiết kế để kiểm soát lũ lụt. Thế nhưng những gì diễn ra lại làm người ta liên tưởng đến một thứ có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc lên gấp nhiều lần. Thậm chí đến người được coi là kiến trúc sư trưởng của công trình này đã có lúc lên tiếng phản đối, nhưng lại hoàn toàn bất lực và bị đè bẹp trước tham vọng của quốc gia tỷ dân này. Nỗi dằn vặt của người kiến trúc sư xây đập. Ông Phan Gia Tranh, người được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của Đại học Tam Hiệp, là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, khi về già có viết một quyển sách tựa là Giấc mộng Tam Hiệp. Ông kể đã mơ một giấc mơ khủng khiếp bị dẫn độ ra tòa án quốc tế về sinh thái, môi trường. Tại đó, ông bị thẩm vấn, bị buộc tội và cuối cùng bị tuyên án. Lời tuyên án ghi rõ bị can Phan Gia Tranh bị khai trừ khỏi loài người, bị ném xuống ma đạo dẫn đến địa ngục, phải chịu mọi cảnh đau đớn không người. Là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, ông Phan Gia Tranh biết rõ lợi hại của dự án Tam Hiệp. Ông đã liệt kê ra đến 20 điểm khuyến cáo, coi là không phù hợp nếu xây dựng đập.
Nhưng rồi được sự giúp đỡ, giáo dục, sau đó ông lại trở thành chuyên gia hàng đầu của dự án. Ông đã khuất phục trước áp lực chính trị, công trình Tam Hiệp đã hoàn thành, hậu quả xấu đã nhãn tiền. Ông Phan mang một gánh nặng tinh thần và ông đã cho ra đời cuốn sách hy vọng làm vơi nhẹ phần nào cuốn Giấc Mộng Tam Hiệp. Tập Tam Hiệp được lấy tên từ ba hẻm núi lớn theo hướng Tây Đông, hẻm núi Cù Đường, Võ Hiệp và Tây Lăng. Các hẻm núi này kéo dài khoảng 200 km dọc theo thượng và trung lưu của sông Dư Tử. Đập được làm từ bê tông và thép và có chiều dài là 2.355 m, đỉnh đập cao 185 m trên mực nước biển, lớn gấp 5 lần so với đập Hoover của Mỹ. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu cho thành đập cao 181 m so với nền đá, 463.000 tấn thép, đào 102,6 nghìn khối đất đá. Mực nước cao tối đa của đập là 175 m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn là 110 m. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích là 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước là 1.045 km2. Năm 1919, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tôn Trung Sơn lần đầu tiên đề xuất xây đập trên sông Dương Tử, đoạn qua tỉnh Hồ Bắc. Ông tin rằng đập thủy điện được xây dựng ở đây có thể giúp bảo vệ các cộng đồng dân cư ở lưu vực sông khỏi lũ lụt nặng nề. Nhưng ý tưởng này cuối cùng đã bị bỏ dở vào năm 1947 do nội chiến giữa Quốc dân đảng và Cộng sản đảng. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949. Tháng 2 năm 1953, trong một chuyến thăm sông Dương Tử, Chủ tịch Mao Trạch Đông phàn nàn rằng các dự án kiểm soát lũ trên các nhánh sông Dương Tử không hiệu quả. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1954, 1/3 thành phố Vũ Hán bị nhấn chìm trong lũ lụt, ảnh hưởng đến 18,8 triệu người. Các trận lụt lội lớn đã làm sống lại ý tưởng của Tôn Tiên Sinh và chính quyền Trung Quốc đã chấp nhận dự án đập Tam Hiệp vào năm 1954. Cùng với việc khơi lại dự án Tam Hiệp vào năm 1954 đến năm 1957, Chủ tịch Mao bắt đầu nhấn mạnh khẩu hiệu Nhận định Thắng Thiên, tuyên bố cải tạo, làm sạch sông Hoàng Hà, thực hiện dự án thủy lợi Tam Môn Hiệp. Dự án do các chuyên gia Liên Xô thiết kế được trình lên, chính phủ từ chối tiếp nhận những ý kiến phản biện của chuyên gia Hoàng Vạn Lý, một giáo sư Đại học Thanh Hoa cũng là người sau này kiên quyết phản đối xây dựng đập Tam Hiệp. Người Trung Quốc khi đó kiêu hãnh nói rằng Quốc dân đảng được tư vấn của chuyên gia Mỹ dự kiến công trình trị thủy sông Hoàng tốn cả trăm năm, nước Trung Quốc mới sẽ chỉ làm nó trong 6 năm. Năm 1960, đập Tam Môn Hiệp đã tích nước nhưng hoàn toàn thất bại trong việc điều chỉnh lũ lụt, làm sạch sông Hoàng. Các sông ở Thượng Lưu là Vị Hà, Đồng Quan cùng với 80 vạn mẫu ruộng vì nhiều của Quan Trung bị ngập nước. Sau đó, không ít lần Mao Trạch Đông và lãnh đạo chính phủ nói rằng nếu không thể khắc phục thì có thể phá bỏ đập. Nhưng chính phủ kế tục không biết thừa nhận sai lầm, rút ra bài học kinh nghiệm, họ lặp lại nó ở Tam Hiệp. Dù rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp chỉ đến năm 1993, sau 17 năm Mao Trạch Đông chết mới được bắt đầu. Nhìn lại thì thấy việc xây dựng đập Tam Hiệp đã được thảo luận từ những năm 1950. Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra và ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực hết sức trái ngược. Đến cuối những năm 1980, khi Triệu Tử Dương nắm quyền Tổng Bí Thư, tính đến sự phản đối mạnh mẽ từ bên ngoài Đảng, Triệu đã trình bày với nhà lãnh đạo tối cao Đặng Thừa Bình xin đình chỉ dự án. Tuy nhiên, Đặng Thừa Bình nói rằng khởi động dự án có những vấn đề chính trị, nhưng không khởi động thì còn nhiều vấn đề chính trị hơn, vì vậy vẫn phải khởi động. Ý kiến của Đặng Thừa Bình rất rõ ràng, không chấp nhận ai đó bên ngoài đảng chống lại, càng nhiều người phản đối càng phải kiên trì. Sự hậu thuẫn khổng lồ về chính trị, dự án đập Tam Hiệp còn được ủng hộ mạnh mẽ và tích cực thúc đẩy bởi hai lực lượng, một là lực lượng làm địa lực, đứng đầu là Thủ tướng Lý Bằng, hai là Tiền Chính Anh, Bộ trưởng Thủy lợi và hệ thống liên quan. Sự hỗ trợ của hai lực lượng này để khởi động dự án Tam Hiệp cho thấy có một nền tảng của lợi ích nhóm trong việc hình thành các chính sách. Lẽ dĩ nhiên, dự án đập Tam Hiệp liên tục được các quan chức nhấn mạnh là đem lại lợi ích kinh tế to lớn. Không có gì phải nghi ngờ dự án Tam Hiệp có thể tăng sản lượng điện, nhưng ngoài lợi ích kinh tế, những thiệt hại khác do một dự án lớn gây ra. Chẳng hạn như các vấn đề đời sống của người dân cư.
những thiệt hại không thể khắc phục đối với vô số di tích lịch sử văn hóa, những tác động tiêu cực đến môi trường nói chung đã không được quan tâm. Trung Quốc muốn phát triển kinh tế bằng mọi giá. Một dự án lớn như vậy, ngay cả khi buộc phải chính thức thừa nhận rằng sau một thời gian, lợi ích sẽ giảm dần. Nhưng đối với các nhà hoạch định chính sách, đó là tương lai, họ sẽ để những người tương lai giải quyết. Năm 1989, Giang Trạch Dân và Lý Bằng với tư cách Tổng Bí thư và Thủ tướng đã bắt đầu thúc đẩy dự án. Lý Bằng trong nhật ký Tam Hiệp đã viết, đồng chí Đặng Tiểu Bình, người thiết kế chính của cải cách và mở rộng cửa của Trung Quốc đã đưa ra một quyết định lớn về việc xây dựng dự án Tam Hiệp. Sau năm 1989, tất cả các quyết định lớn về dự án Tam Hiệp được đưa ra bởi đồng chí Giang Trạch Dân, người đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng dự án. Dưới đây là một số mốc thời gian. Năm 1979, Bộ Thủy lợi Trung Quốc trình đề xuất xây dựng đập Tam Hiệp lên Quốc vụ viện. Năm 1982, lãnh đạo Đặng Tiểu Bình cam kết xây dựng đập Tam Hiệp. Tháng 6 năm 1986, Bộ Thủy lợi Trung Quốc thành lập một nhóm gồm 412 chuyên gia làm báo cáo các nghiên cứu khả thi mới. Năm 1987, phái đoàn Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đến thăm khu vực Tam Hiệp và cảnh báo dự án là không khả thi. Ngày 13 tháng 7 năm 1990, một ngày trước khi kết thúc thảo luận về báo cáo khả thi dự án Tam Hiệp, Giang Trạch Dân và Lý Bằng mời các lãnh đạo và chuyên gia tham dự họp ăn tối. Tại bữa ăn, Châu Bùi Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc hay còn gọi là Chính Hiệp nói, ngày mai Thủ tướng Lý Bằng có thể sẽ đưa ra quan điểm chính thức về dự án Tam Hiệp. Nhưng dự án này vẫn còn một số vấn đề không thể không nghiên cứu kỹ, đặc biệt là vấn đề về an ninh quốc phòng. Giang Trạch Dân đã chặn lời Châu Bùi Nguyên nói, dự án Tam Hiệp nhất định phải hoàn thành và sẽ mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai. Châu Bùi Nguyên vẫn giữ ý kiến phản đối, ông chết bệnh vào năm 1992. Tháng 4 năm 1992, Quốc hội Trung Quốc chính thức phê duyệt dự án, nhưng 1/3 số đại biểu bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng. Năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng đi cùng các lãnh đạo địa phương thị giác Tam Hiệp. Lý Bằng vào thăm một nhà người dân vừa chuyển cư lên trên mốc chữ nước ở đỉnh cao 175m. Ngoài Thủ tướng văn vẻ nói với người dân chuyển cư, anh bạn hãy nhìn xem trong tương lai ngôi nhà mới của anh sẽ nằm cạnh sông Dương Tử và con sông sẽ biến thành một hồ nước lớn. Cái vườn sau nhà anh có thể trồng cam. Khi con tàu chở khách kéo còi chạy qua, những trái cam chín đỏ sẽ rung rinh theo và rơi xuống. Người dân chuyển cư nở một nụ cười ngơ ngơ, anh ta thực sự không thể hiểu tại sao Thủ tướng nói rằng khi tiếng còi vang lên trong không trung, những quả cam trên cây của anh ta sẽ rơi xuống. Đứng trên cột mốc 175m, độ cao Lý Bằng thực sự là một cột mốc. Cột mốc chỉ dấu cho tương lai khó lường của người chuyển cư nhường nhà ở, đất đai, cho lòng hồ và cho cả đập Tam Hiệp. Trung Quốc tổ chức khởi công xây dựng đập Tam Hiệp vào tháng 12 năm 1994 và tiến hành chặn dòng Dương Tử vào tháng 11 năm 1997. Đến tháng 5 năm 2006, con đập cao 185m với khoảng 16.000 m3 bê tông được hoàn tất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết trong quá trình xây dựng, hơn 100 công nhân đã chết, khoảng 1,3 triệu người đã phải tái định cư. Hàng chục địa điểm kiến trúc và văn hóa bị chìm sâu trong lòng hồ. Trong số các di tích này, đáng chú ý nhất là di tích của nhóm người cổ sống trong khu vực này khoảng 4.000 năm trước, chi phí cũng tăng cao. Các báo cáo chính thức thông tin ngân sách xây dựng đập Tam Hiệp là mức 24 tỷ đô la Mỹ. Những tin tức xấu không ngừng được tiết lộ, Tân Hoa Xã đưa tin, các sông ở Thượng Lưu, Dương Tử, các sông Ô Giang, Mân Giang, Đà Giang đều mưa to, lũ lớn. Lượng nước đổ vào hồ Thủy Điện Tam Hiệp tăng gấp đôi. Liệu đập Thủy Điện Tam Hiệp có phải bước đi đúng đắn của Trung Quốc? Đập Tam Hiệp là kiệt tác thế giới hay thảm họa? Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng công nghiệp, quốc gia này cần phải có thêm năng lượng. Phần lớn trong số đó đến từ một con đập khổng lồ trên sông Dương Tử hùng vĩ ở miền Trung Trung Quốc, đó chính là đập Tam Hiệp. Đập đi và vận hành đầy đủ các chức năng vào tháng 7 năm 2012 với chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình sử dụng 27,2 triệu khối bê tông, 463.000 tấn thép, đủ để xây 63 tòa tháp Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất, thành đập cao 181 mét so với nền đá. Đập Tam Hiệp sản sinh ra nhiều điện năng hơn bất cứ đập thủy điện nào trên thế giới, nhưng đó không phải là lý do chính để xây dựng nó. Sông Dương Tử nổi tiếng bởi lụt lội nghiêm trọng. Trong vòng 2.000 năm, cứ 10 năm lại có một trận lụt lớn.
năm 1931 xảy ra trận lụt tồi tệ nhất, cướp đi sinh mạng của 135.000 người và phá hủy 2 triệu ngôi nhà. Do đó, kiểm soát về vấn đề lũ lụt là lý do chính để xây dựng đập Tam Hiệp. Thế nhưng, 2 tháng qua, Trung Quốc đang trải qua mùa mưa lũ nghiêm trọng với lượng mưa trung bình tại lưu vực sông Dương Tử đã vượt mức kỷ lục năm 1961. Nhà chức trách ban bố mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất. Đợt thiên tai đã đặt ra những dấu hỏi về vai trò kiểm soát dòng chảy của đập Tam Hiệp. Trên sông Dương Tử, Trường Giang, Trung Quốc có một công trình bằng bê tông lớn nhất hành tinh được bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 1994. Đập Tam Hiệp dài hơn 2 km và cao bằng tòa nhà 60 tầng. Nó cần tới 40.000 công nhân và xây dựng trong vòng 17 năm. Khi hoàn thành, con đập sẽ xuất ra 20.000 MW điện, gấp 2 lần tổng nhà máy điện hạt nhân ở Anh. Đó là kỹ thuật đỉnh cao của xây dựng đập. Chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng nó đáng để đầu tư vì đập Tam Hiệp sẽ cung cấp năng lượng rẻ và sạch cho hơn 60 triệu người dân. Kỹ sư người Anh Robin Chagrot đã làm việc ở đập Tam Hiệp từ năm 2003 và vẫn bị ấn tượng bởi quy mô của đập. Miêu tả một trong 3 nhà máy của đập Tam Hiệp, kỹ sư Robin cho biết nó có chiều dài 700m, có 40 tuabin phát điện lớn, cách 1 km tiếp đó là nhà máy thứ hai và cuối cùng là một nhà máy dưới lòng đất nằm ở phía bên kia con sông. Mỗi máy phát điện có giá trị 50 triệu đô la Mỹ. Đập Tam Hiệp có 32 máy phát. Để chạy máy phát, người Trung Quốc phải khai thác con sông Dương Tử vĩ đại. Trong hồ chứa đằng sau đập, nước sông dâng cao tới 60 tầng nhà. Nước được dẫn qua ống bê tông khổng lồ tới máy phát. Nước sẽ làm quay tuabin. Chuyển động này được truyền tới máy phát. Máy được gắn các nam châm khổng lồ quay xung quanh cuộn dây đồng để tạo ra điện năng. Chỉ một cỗ máy có thể tạo ra lượng điện năng bằng một nhà máy hạt nhân cỡ nhỏ. Tất cả 32 máy phát tạo ra điện năng đủ cho 60 triệu người dân Trung Quốc. Chris Robin cho hay dự án này tạo ra tiêu chuẩn mới cho công nghiệp thủy điện thế giới. Nó gấp đôi quy mô thủy điện lớn thứ hai là Itaipu ở Brazil và bởi vì nó là cái đầu tiên trong hàng loạt các siêu đập đang được xây dựng ở Trung Quốc. Trước khi để xây dựng được đập Tam Hiệp, người Trung Quốc phải nắn dòng sông Dương Tử. Con sông dài 6.000 km, rộng 2 km là con sông lớn nhất ở Trung Quốc. Đó là thách thức hậu cần to lớn đối với các kỹ sư đập. Khi con sông Dương Tử dâng lên ở phía sau đập Tam Hiệp, nó sẽ làm ngập lụt 600 km2 dọc lưu vực sông. Do đó, chính phủ phải tái định cư cho 1 triệu người dân ra khỏi khu vực đằng sau con đập. Hàng nghìn ngôi nhà phải được xây mới cho việc tái định cư, sau đó các kỹ sư có thể bắt đầu ngăn dòng sông. Kỹ sư Robin đánh giá, kiểm soát dòng sông cho phép siêu công trình được xây dựng là một quyết tâm khổng lồ. Và với con sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất thế giới, sông rất sâu, nước chảy rất nhanh, nên việc xây dựng đập tạo control dam để đảm bảo cho việc xây dựng đập chính là một công đoạn quan trọng. Người Trung Quốc cho rằng việc nắn dòng này là phức tạp nhất trong mọi công trình thủy điện. Các kỹ sư bắt đầu làm việc với một loạt đập tạo bằng đá để ngăn một phần sông Dương Tử, trong khi vẫn để mở một phần để nước sông chảy qua. Họ xây hai phần đầu tiên của đập chính trên lòng sông khô ráo, sau đó họ đổ hàng tấn đất xuống sông và xây một đập tạm khác trên đó, lần này là bê tông. Khi dòng nước sông được chặn lại phía sau, họ đã có thể xây phần cuối cùng của con đập. Sau đó họ phải dỡ bỏ phần đập tạm để nước chảy qua tuabin của đập chính, Chris Rubin kể lại. Xây dựng đập tạm khổng lồ đã là một thách thức lớn, nhưng làm thế nào để dỡ bỏ nó ở giai đoạn đầu? Khi đập tạm được xây bằng đá, có thể dùng các thiết bị truyền thống để phá bỏ đập tạm. Nhưng ở giai đoạn cuối phải phá bỏ tường bê tông chắc chắn, nó đòi hỏi những sáng tạo khác. Các kỹ sư Trung Quốc tạo ra các lỗ để nhét thuốc nổ. Ngày 6 tháng 6 năm 2006, họ nhổ 190 tấn thuốc nổ và nín thở. Con đập tạm mất hàng tháng để xây dựng và bị phá hủy chỉ trong vòng vài giây. Khi đập tạm vỡ vụn, nó giải thoát lượng nước khổng lồ đằng sau. Đó là bài toán thử cuối cùng cho đập Tam Hiệp và con đập đã vượt qua. Đập Tam Hiệp đưa công trình bê tông lên một tầm cao mới. Khối bê tông móng đập có độ dày chiều cao 180m và dài 2km, một khối lượng bê tông lớn chưa từng có. Đập Tam Hiệp đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông. Các kỹ sư dùng đủ mọi cách để làm mát đập. Về cơ bản, họ dùng mọi thứ như trong sách, làm mát cốt liệu, vật liệu, cát. Trước khi trộn bê tông, họ thêm nước đá.
hoặc làm mát mọi thứ có thể để đưa nhiệt độ xuống thấp nhất có thể trước khi nó bắt đầu tự nóng lên. Và ở đây, vì có những mùa hè đặc biệt nóng, kỹ sư thậm chí dùng hệ thống phun xương để tạo nên một lớp xương dày bên trên đập với mục đích ngăn tất cả bức xạ nhiệt từ mặt trời chiếu vào bê tông vốn đã nóng từ sẵn bên trong. Đập Tam Hiệp chứng minh rằng kỹ sư có thể xây đập không tường miễn là nó được làm lạnh. Nhưng khi nước được giữ lại nhiều hơn, nó tiềm ẩn sức tàn phá lớn hơn. Họ phải đảm bảo rằng con đập của họ không bị phá hủy bởi nước lũ tràn qua. Christy Robin cho biết, về cơ bản, con đập giữ được lượng nước lớn trong quá trình lũ dâng. Nó có thể chứa 22 tỷ mét khối nước, sau đó giải phóng nước lũ có thể kiểm soát qua hệ thống 46 cửa xả và các chân đế bên dưới. Thiết kế cửa xả như vậy là để đối phó với áp lực từ nước khi nó chảy xuống từ độ cao hàng trăm mét, sau đó đạt tốc độ rất lớn ở dưới đáy đập. Khi mực nước dâng lên, các kỹ sư mở hàng loạt cửa xả để xả nước lũ từ hồ chứa. Nhưng nếu nước rơi thẳng đứng, nó có thể làm mòn lớp móng đập. Do đó, các kỹ sư lắp thêm các chân đế bê tông, chân đế đập Tam Hiệp làm tung nước lên cao. Ở trên không, nước bị phá thành hạt nhỏ và mất phần lớn tính phá hủy. Nó tiếp xúc mặt nước cách đó 100 mét và không gây hại gì. Do đó, khi mở cửa xả, người dân Trung Quốc không phải lo lắng. Ở đập Tam Hiệp, các kỹ sư cũng đối mặt với vấn đề về giao thông. Con đập nằm trên con sông bận rộn nhất châu Á. Sông Dương Tử là tuyến đường thủy quan trọng với tàu thuyền đi lại từ bờ biển Thượng Hải tới Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc rồi tới tận thành phố Trùng Khánh. Con sông vận chuyển 18 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, 170 con thuyền qua đập mỗi ngày. Với độ cao hơn 100 mét là một nhiệm vụ lớn đối với các kỹ sư xây con đập lớn nhất thế giới. Người Trung Quốc giải bài toán giao thông bằng việc xây dựng những âu thuyền lớn nhất. Thuyền bè đi vào trong âu thuyền phía đáy đập, cửa đóng lại, nước bơm vào và nâng thuyền tới các âu thuyền tiếp theo. Thuyền bè phải di chuyển qua 5 âu thuyền để lên tới đỉnh, có thể mất tới 4 giờ. Với thuyền vận tải thì không vấn đề gì, nhưng với tàu thủy chở khách hoạt động trên sông Dương Tử như vậy là quá chậm. Để mang lại sự di chuyển thuận lợi cho hành khách, các kỹ sư xây dựng hệ thống nâng cho phép nâng tàu chỉ trong vòng 36 phút. Hệ thống ở đập Tam Hiệp sẽ nâng cao theo hướng thẳng đứng như thang máy và bí mật của sự thành công nằm trong bức tường bê tông của nó. Các kỹ sư lắp đặt một loạt đối trọng cho việc nâng thuyền, 16 khối bê tông, mỗi khối 1.000 tấn được nối bằng dây cáp vào máng thép để nâng cả thuyền và nước trong đó. Khi đối tượng trọng hạ xuống, chúng sẽ nâng máng lên và nâng thuyền lên đỉnh. Hệ thống có thể nâng cao 130 mét và nâng thuyền nặng 3.000 tấn, khiến nó trở thành hệ thống nâng thuyền lớn nhất thế giới. Ngày nay, nó có dạng năng lượng nào sạch hơn năng lượng thủy điện. Nhưng khi đập ngày một lớn hơn, nó cũng gây ra nhiều tác động đến môi trường. Trong thiết kế của đập Tam Hiệp, các kỹ sư Trung Quốc phải đảm bảo rằng công trình của họ sẽ không chặn hoàn toàn phù sa tự nhiên bồi đắp cho đất. Con đập chặn dòng lũ tàn phá, nước được chứa trong hồ chứa và được xả có kiểm soát. Nhưng kiểm chế dòng lũ có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng với môi trường. Đây là vấn đề lớn, đặc biệt đối với con đập lớn nhất hành tinh. Dòng chảy phù sa của sông Dương Tử bị chặn bởi con đập và bị giữ trong hồ chứa nước chảy chậm. Nó nhanh chóng bị lắng xuống đáy. Christy Robin cho hay vấn đề phù sa ở sông Dương Tử là vấn đề lớn. Tổng lượng phù sa lên tới 500 triệu tấn mỗi năm, tương đương 1 km khối phù sa đủ để lấp đầy hàng trăm sân vận động. Đó là một lượng phù sa khổng lồ. Nếu phù sa vẫn bị giữ lại ở thượng lưu, nông dân, ngư dân và thế giới hoang dã sẽ bị thiếu hụt dinh dưỡng, trải dài hàng trăm km dưới hạ lưu và hàng tấn phù sa lắng đọng có thể lấp dần hồ chứa, đe dọa bản thân con đập. Về cơ bản, sự lắng đọng ở hồ chứa sẽ làm giảm sức chứa của hồ, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến khả năng quay tuabin vì phù sa dâng cao. Người Trung Quốc đã khôn ngoan khi sử dụng sức mạnh của nước lũ để đẩy phù sa lắng đọng ra khỏi hồ chứa và đưa nó xuống hạ lưu. Họ lắp đặt các cửa cống sâu bên dưới đập, mỗi cửa nặng bằng chiếc xe buýt và cần một piston thủy lực lớn để nâng lên. Khi cửa được mở, nước lũ sẽ cuốn trôi lớp lắng đọng khi qua cửa đập. Bằng cách này, chính phủ Trung Quốc hy vọng rằng sẽ có ít nhất 100 năm trước khi sự lắng đọng ảnh hưởng tới năng suất của đập. Nhưng ngay cả giải pháp đó cũng không thể đưa toàn bộ phù sa qua đập. Các nhà khoa học tính toán lượng phù sa giữ lại phía sau có thể dao động từ 30 đến 60%. Nhưng chính phủ Trung Quốc thì tin rằng vẫn đáng để xây dựng đập.